kẹt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sachi 150-209 nâng cấp đẹp quốc hồn đến từ một cái câu lạc bộ anh da đen. Vẫn xoay quanh cái chủ đề xe độ Việt Nam, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái bản nâng cấp theo người chủ chia sẻ thì anh ta chỉ mới học được lớp 10. Với những món đồ chơi và con mắt tài tình của mình, chàng trai trẻ này đã cho ra đời một cái tác phẩm Sachi 150-209 full đen nhẹ nhàng nhưng đầy cứng cáp. Phần ghi đông được hạ xuống cái một phần làm thay đổi cái trọng tâm chiếc xe, giúp chiếc mã đậm hơn ở tốc độ cao. Cái cụm công tắc hai bên thay đổi hoàn toàn, với cụm trái là cục Xtr 150-209 có thêm cái động vaccine sẵn ở trên phía trên nên cũng rất tiện lợi cho người dùng. Bên phải là cụm công tắc Donald với cùng cụm ga của Thái Lan cho anh chỉnh ga là siêu ngắn, giúp chiếc xe đậm nhanh hơn. Dàn chân cũng được thay đổi nhẹ nhàng để dùng cái mâm Crespo 10 cây thay thứ hai, đang được bán ở rất nhiều nơi ở trên Việt Nam, là cái sản phẩm dành riêng cho những chiếc Sachi Rider tới dụng nên cũng không cần chế cháo hay tinh chỉnh lại một bịch chi tiết nào. Phần đĩa thắng cũng tự hiệu Crespo, được cố định bằng nhiệt ốc Rinam xanh bảo. Cách sau được sơn là cái tông màu bạc cho chiếc xe thêm chút nổi bật. Phần như nhám thân xe được tháo bỏ để lộ hoàn toàn cái ngoại hình của cái phục rất đều mình nhột rời, cùng với cái bộ lọc gió trụ mà chiếc xe đang sử dụng. Các tinh chỉnh nhỏ kèm theo gia tăng cái phần hiệu năng chiếu sáng của em ấy là cái cặp đèn LED. Phần biển số của xe độ là một cái điểm nhấn phải nói là khá quan trọng, không phải ai muốn là cũng có được. Xtr 150 lên cái đầu lưu bát đầy hầm hổ. Kể từ khi ra mắt cái người đàn anh là cái Xtr 105, cái Xtr 150 đã được hàng nghìn biker Việt Nam độ lại theo nhiều cách khác nhau. Cái chiếc Xtr này đến có một người chơi xe độ lại phong cách dọn kiển với hàng loạt phụ tùng cơ khủng được phố kép rất thông minh. Ngắm nhìn cái dàn đầu của chiếc xe, ta cảm nhận rất rõ cái sự đơn giản với một cái tông màu đen lạ lẫm, kết hợp cùng rất nhiều món đồ chơi CNC vàng làm cho cái chiếc xế dưới đây được biến đổi không khác gì một cái chiếc xe từ tương lai. Cái đầu Dumas được chế cái bờ cổ để giữ nguyên cái đồng hồ của Xtr 10, bao tay Prisma, cùi xéo CNC, tay thắng Rainbow B6 là những món đồ chơi mà người chủ trang bị cho cái phần dàn đầu. Khi nhìn ngắm phía trước, ta thấy được cái cụm đèn bắt cú nổi bật với cái mâm ASO sơn cái màu vàng tạo ra cái điểm nổi bật cho xe. Nắp độc nhất Crossbow và bộ nầu trong suốt làm nên cái sự khác biệt cho cái chiếc Xtr 110. Cái bộ cắt chân biker CNC nguyên khối vô cùng đẹp với những đường nét CNC, cái phục cách eo bình nhột rời nhỏ gọn, kẹt te Crossbow cùng với cái tông màu mâm và các món đồ chơi còn lại. Em ấy đang đội dáng cùng với những người bạn thân yêu thương. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, share và subscribe.